liên quan vụ án mạng xảy ra tại cửa hàng làm đẹp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ngày hôm nay 11 tháng 10, Công an tỉnh Hải Dương vẫn đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng tiến hành điều tra vụ án. Theo thông tin mới nhất, nghi phạm trong vụ án đã qua cơn nguy kịch. Trước đó khoảng 20 giờ tối mùng 10 tháng 10, tại một cơ sở làm đẹp ở ngã tư Quý Cao thuộc địa bàn xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, một nam thanh niên nghi do mâu thuẫn tình cảm đã xảy ra cãi vã với một cô gái. Thanh niên này sau đó dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm đã tự đâm nhiều nhát vào người với ý định tự tử. Phát hiện sự việc, người dân cùng lực lượng công an đã đưa thanh niên trên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng nhiều vết thương tại vùng bụng và cổ. Bước đầu xác định nghi phạm là Phan Trung Hòa, sinh năm 1996, trú phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Nạn nhân là chị LTN, sinh năm 1996, quê tỉnh Sơn La. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết nghi phạm Hòa đã qua cơn nguy kịch. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.